Hân hoan chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức sao Việt của chúng tôi. Và sau đây là tin tức, ông Cao Thắng đội mưa để hỗ trợ cho Đông Nhi, cặp đôi khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Đêm qua, 19 tháng 12, Đông Nhi đã có mặt trong một sự kiện âm nhạc hoành tráng tại Nha Trang, cùng rất nhiều ngôi sao Việt khác như Lưu Phước Thịnh, Sơn Tùng MTP, Hoàng Thị Linh, Tóc Tiên. Và vẫn như mọi khi, ông Cao Thắng hộ tống Đông Nhi. Cho sự diễn lần này, nam ca sĩ có mặt từ khá sớm để theo dõi và chuẩn bị cho tiết mục của bạn gái. Vì trời Nha Trang bất ngờ đổ cơn mưa, nên ông Cao Thắng phải đội mưa vì chạy ra vào giữa hậu trường và sân khấu. May mắn là ngay trước tiết mục của Đông Nhi trời tạnh mưa. Lúc Đông Nhi đang biểu diễn, ông Cao Thắng đứng bên trong quay lại phần biểu diễn của bạn gái mình. Cũng như hiệu ứng khán giả, Đông Nhi ngày càng khẳng định được tên tuổi và vị trí vững vàng trong làng nhạc Việt. Nhất là sau giải thưởng nghệ sĩ châu Á xuất sắc tại Mama 2015, nữ ca sĩ vừa cho ra mắt MV Bum Bum mang đẳng cấp quốc tế và nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả lẫn giới chuyên môn và truyền thông. Nữ ca sĩ bị bắt giữ bởi hai MC bất đắc dĩ Ngọc Thảo và Phở Đặc Biệt phía sau hậu trường, đặc biệt là tái ngộ người bạn cũ Michael Hound. Rất đông fan đã chờ đợi Đông Nhi từ phía bên ngoài để có thể chụp ảnh cùng cô. Hoàng Thị Linh sau màn trình diễn bốc lửa dưới cơn mưa, Hoàng Tu Vix khá ngầu ở mỗi lần xuất hiện. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy nhấp đăng ký kênh miễn phí của chúng tôi để có thể theo dõi những clip đặc sắc và hấp dẫn tiếp theo.